Cô ơi, còn xa không cô? Rồi hàng ngày cô đi ra ngoài mua đồ là đi làm sao cô ơi? Bơi xuồng đi. À. Dạ. Dạ. Ê, có con đường này nó cũng ngoằn ngoèo ở này giống như là cái những nơi mà cái vườn tràm, vườn rừng gì lá cô chú anh chị. À, tới chưa cô? À chưa nó hả? Đây con thấy cũng có nhà nè. À, dạ thưa quý ông bà cô chú anh chị, thì hôm nay Nghĩa được chú hai dẫn Nghĩa đi xuống cái này kêu bằng gì chú hai? Này chàm một coi, rừng tràm Mỹ Phước á. Rừng tràm Mỹ Phước, trời ơi bữa nay vô rừng nữa. Được cô á, cô bơi chiếc xuồng nè, chiếc xuồng nhỏ đưa Nghĩa đi về xóm nhỏ. Đó, thì đi vô trong một cái rừng tràm. Nãy giờ cô đi, cô dẫn đi cũng khá là xa cô chú anh chị. Cá ăn khúc cho tặng ông bà cô chú nghe cô. Dòng sông quen luôn rồi, đang ngồi trên xuồng hát luôn cô. Thôi, cô đây này tôi bơi cho. Bơi vừa ca vừa bơi đi. Dạ. Kể đi cô. Trời ơi quẹo rồi hả cô? Cái này da ruộng luôn không? Da ruộng chống lỏng luôn. Trời ơi, con đường vô nhà cô nó ngoằn ngoèo. Rồi mai mốt lỡ con vô đây con ghi hình được ông bà cô chú thương, có gửi yêu thương rồi sao con xuống đây nữa cô ơi? Chắc đi đường ngoài quá. Đường ngoài là đi đường sao cô? Là xe mình tới chỗ không cô? Cũng gửi xe. À cũng là đi đường sông, đường xuồng này, đường đò vô. À, qua một cái con lộ nãy giờ chú hai với Nghĩa cũng như đoàn đi vô trong một cái rừng. À, bên phía tay trái là tràm, bên tay phải là dừa nước, rồi giờ là tới một cánh đồng. Cái nhà lá đó hả cô? À con tưởng đâu cái chòi đằng kia gách tùm lum hết trơn. Nặng quá, hình như là nó bị vướng hay sao rồi, cô bơi không có nổi rồi. Ở dưới ruộng mình ca ruộng quá nghèo đi. Ở đây chắc người ta kéo lưới lắm rồi chị. Dạ. Có kéo không? Có. Có một cái ruộng quá nghèo nồng nàn hương. Xin kính cận anh ly mời kỳ kỳ mượn kén gu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Gu lạc trang nguyên thì để trình giam muốn một mình. Đâu dám gót mềm mỗi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng chung ngủ của ngày xưa. Mặc áo mão cân đây gửi cho quân hầu cận. Mặc nguyên chiếc áo cơ hàng mừng bạn chương chi. Vô tương phùng
để huynh hãy uống đi, uống cạn chén men cay rồi nhớ ngày đưa tiền. Thôi bên này đó. Hay lớn rồi nó. Ủa rồi dòng dài đấy con ta ở không? Dạ Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Nãy giờ Nghĩa chú hai đồng hành với nhau bằng con chiếc xuồng nhỏ qua một cánh đồng, một cánh rừng của cô chú anh chị. Thì hôm nay lâu rồi cũng mới gặp lại chú hai, con chào chú. Hôm nay chú dẫn chào con mẹ. Dạ con đến hoàn cảnh của bà cụ đây như thế nào chú hai ha? Để chú chào ông bà cô chú. Thì ở đây chú cũng không có biết, nhờ cái anh ở anh Chiến á, yeah, anh giới thiệu cho số chú. Rồi điện là chú cũng mới mua điện thoại thì có cái cô này, cô gửi cái Zalo qua, gửi hình ảnh nhà cửa. Thì bữa nay hai chú cháu mình đi ra ngoài ruộng mà bơi cái xuồng vô đây đó, tới đây là chú mới biết cái nhà. Cái nhà cũng khổ quá Nghĩa ơi, bây giờ thì chú cháu mình vô nhà. Dạ nãy giờ Nghĩa với chú hai á đồng hành với nhau đi trên một cái con kênh, con gạch nhỏ mà vừa nước không cô chú anh chị. Bên kia là cái gọi là cái rừng tràm chú ha, rừng tràm Mỹ Phước, rồi qua một cánh đồng mới được vô đây. Thật sự mà nói thì hình như là lần thứ hai con vô rừng. Cô ơi, chú hai, cô á là hôm nay con được chú hai dẫn con đến hoàn cảnh của bà cụ, con xin lỗi là cô là như thế nào với bà cụ cô ha? Nhà cô mà con có con gái thứ ba của bà cụ. Dạ con gái thứ ba là có bà cụ ở đây với cô hả cô hả? Ở đây hai mẹ con à. Dạ là hồi xưa giờ là bà cụ ở đây hả cô? Xưa giờ bà cụ ở đây nè. Dạ rồi cô ơi, rồi cũng như là gia đình cô. Gia đình cô mà đi làm nghèo rồi đi làm thố rồi cô đi giữ em bé rồi cô về đây bỏ mẹ ở nhà cũng không mình à. Dạ. Rồi ở thôi đi về đây ở dưới đây với mẹ. Dạ. Cô về đây được bao lâu rồi cô? Cô quay mặt ra đây cô. Cũng hơn năm rồi. Rồi hồi đó giờ bà cụ ở đây. Là cô về đây hơn một năm. Ngày xưa lý do như thế nào mà cô về đây để lo cho bà cụ cô? Lúc trước rồi cô cũng đi giữ em bé rồi giữ cháu ngoại trển á, cho mấy nhỏ đó đi làm á. Dạ. Mấy nhỏ con cô nó cũng khổ rồi nó đi làm hồ đó. Rồi nó nuôi con nó không có gửi nhà trọ được. Dạ. Rồi cô phải đi giữ con cho nó. Rồi giờ con nó đi học được rồi cô về đây. Về đây ở nhà với bà lão nhà nè. Dạ. Ở đây hai mẹ con. Rồi chồng cô là như thế nào cô? Ổng giờ cũng như là ổng mù rồi. Ổng ổng bệnh hồi bệnh Covid đó ổng mù. Ổng mù rồi giờ cái ở với thằng thứ ba. Rồi cô cũng về đây ở với mẹ luôn rồi cô thôi ổng ngay thì cũng thôi lâu rồi. Rồi về đây ở với mẹ luôn có gì ăn đấy. Ở đồng ở ruộng mà. Dạ. Trời ơi bữa hổm mà mẹ bà bệnh đó. Dạ. Ta nói bơi khúc lục bình này nè mà bơi ra tới ngoài cầu mới muốn xỉu rồi. Dạ. Nên ấy mẹ cũng bệnh mà con có bơi muốn xỉu luôn. Dạ. Rồi khổ quá trời luôn rồi đậu cái xuồng đó rồi người ta thấy gì thôi người ta cho có gian đi lên trạm mới chích cho mẹ. Dạ. Coi như là những lúc mà bà cụ bị bệnh như thế nào là cô phải bơi ra. Bơi ra. Mà vướng phải những cái lục bình dưới đây thì cũng khó bơi cô ha. Khó bơi lắm. Bơi từ đây ra đó xa không cô? Đây ra ngoài có chừng chắc cỡ 600 thước, 700 thước à. Dạ. Cho tới ngoài cầu trạm 1 á. Nhưng mà con cái lục bình nhiều nên con xin lỗi cô là hình ảnh bà cụ dưới đó là mẹ của cô đúng không? Mẹ của cô. Con xin phép con mượn lại cái mic đi, con xuống đây con trò chuyện bà cụ một chút cô ha. Dạ con chào bà. Bà ơi con xin phép con gửi bà cái mic nha. Bà thứ mấy bà ơi? Thứ Út. Bà Út ha. Bà Út đang làm gì đó bà Út? Rửa khoai. Rửa khoai. Ủa cái này là khoai gì bà Út ơi? Khoai tàu. Khoai tàu. Khoai môn tàu đó. Cái này bà Út mua hay sao bà Út? Này trồng. Trồng.
À, mình trồng để mình ăn. Trồng ăn, rồi rửa. Bà Út ơi, cho con hỏi là bà Út ở đây là với con bà Út là cái cô hồi nãy. Cái cô con vừa nói chuyện là con bà Út hả? Con, dạ. Cái thứ ba. Dạ. Hai mẹ con tôi ở đây. Là bà Út ở đây với con. Người bà Út năm nay là nhiêu tuổi bà Út ơi? 83 tuổi. 83 tuổi, vậy bà Út có tiền nhà nước chưa bà Út? Có rồi, có dạ. Được tháng được 360 ngàn. 360 ngàn. Rồi ngoài cái 360 ngàn đó ra thì bà Út còn với cô ấy, còn làm được cái gì để kiếm được ra tiền không bà Út? Trời, tôi già có mặn gì được đâu. Mà cũng trồng trọt chút đỉnh thì ăn vậy ha, không có mặn cái gì được hết trơn á. Thằng nhỏ này thì nó nuôi được 6 con gà thôi. Thì mẹ con cũng sống vậy thôi, không có mặn gì được, có tiền hết trơn á chú. Là chỉ dựa vào 360 ngàn của bà Út, tuổi lớn tuổi bà Út ha. À. Là bà Út với cô là sinh sống nhau nhờ cái nguồn đó. À. Còn ngoài ra là trồng rau. Trồng rau ăn. Dạ. Trồng ăn khoai củ đồ tiếp thêm vậy. Dạ. Là cái đất này ngày xưa là bà Út ở đây hồi xưa giờ luôn hả bà Út? Ở đây là tôi, cái xứ sở tôi ở đây, ngoài xưa đây luôn. Dạ, từ xưa giờ quê hương chung nhau chắc cắt rốn ở đây luôn. Ở đây luôn. À, thì lúc hồi trẻ là bố làm công việc gì bố ơi? Hồi trẻ thì cũng cấy mướn đồ đi cắt lúa đồ ăn. Dạ. Chứ không có ruộng nữa, nghĩa chứ. Dạ. Ừ. Rồi con hỏi bố nè, như là ở đây bố có ngoài trồng rau, trồng khoai này kia, bố có kiếm được cá hay gì ăn không bố? Cũng lật lờ đồ 3-4 cái lờ đó, kiếm cá sặc đồ ăn bậy bạ nó qua ngày. Thôi mình câu cá rồi xong đồ đó ăn. Dạ. Ừ. Cũng có cá. À. Dạ. Có sặc rồi... cá vô chút đỉnh đồ ăn được. Dạ. Ở à. Giờ mình thấy già quá rồi, giờ tôi không dám xuống sông nữa. Dạ. Không dám xuống sông câu. Rồi trồng trọt đồ này kia ăn mà giờ cũng muốn ăn lạc. À, bà Út muốn ăn lạc. Muốn ăn lạc. Có nghĩa là dùng chay bà Út ha. À. Dùng chay. Dạ. Là không có ăn cá thịt. Nhờ nhiều vậy đó. Dạ. Ừ. Cũng như là mình không còn đi bắt được nữa. Ừ. Cũng như là ở đây xa chợ quá. Ừ. Với lại là cái nguồn tiền có 360 ngàn thôi. Ừ. Chỉ đủ xây như là gạo, là mắm, muối, bột ngọt, đường này kia. Ừ. Còn đồ ăn thì bây giờ là dựa vào những cái rau củ mình trồng được. Ừ. Rau muống đồ này kia đủ rồi mình trồng đó. Dạ. Ăn vô canh riêu đồ ăn vậy. Qua ngày cũng dạ. Được. Ừ. Ở trong đây bố có điện không bố? Không có. Không có điện xài ha? Không, hồi nào giờ không có điện đâu. À, là từ hồi bố ở đây tới giờ là không có điện luôn? Không có điện luôn. Rồi là mình đốt đèn dầu, mua dầu lửa về mình thắp bố ha? Ừ. Dạ. Không có điện, mua dầu lửa. Trời ơi. Cơn mưa giông cái vô ngồi mùng chiếu ướt chân trời. Là không có tiền mua dầu lửa rồi ở thầm. Rồi nghe cái ngày trời mưa nữa. Thầm trời mưa nó linh đáng hết trơn, nhà cửa ngập hết trơn trời. À. Chưa biết sao. Có nhà đó mà may thôi mà. Mà nó gán hai đám nữa là sập cái nhà đó. Nó lụng ý giữa rồi đó. Đó. À. Mượn cái thằng ghế nó vô đó là nó chổi lên luôn thôi là sập bữa hổm rồi. Cái nhà đó là bố cắt lâu chưa bố? Cái này hả? 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ. Dạ. Giờ bố cửa xong chưa? À, bố có thể dẫn con lên nhà được không? Ừ, được. Dạ. Uống bưng chưa? Là bố nói là bố trồng rau trồng đồ ở đây. Bố à. Chờ con đi á. Ừ. Là bố trồng rau đồ ở đây hả? Mẹ con rồi xúm trồng ở đằng ăn. Ừ. Xúm trồng cũng như là con hỏi bố Út nè. Cũng như là con thấy cái này hình như mới cắt là cũng như rau bùn ngót đồ này kia. Ừ, mình trồng ăn. Để mình nấu canh đồ này kia ăn. Canh ăn. Rồi bên đây là đậu rồng đồ. Đậu rồng. Ừ. À, ngoài ra thì con hỏi bố Út là bố quay mặt lại cho ông bà cô chú thấy đi bố. À, ngoài ra thì con hỏi bố Út là gạo á. Con ở đây có những hội từ thiện hay là nhà nước có hỗ trợ mình không bố? Có, như gần tháng 7 thì cũng có được 10 kg. Dạ. Mà Tết thì hôm rồi đó cũng có được 15 kg. Cũng như là những cái gầm lớn. Dạ. Hoặc là Tết. Dạ. Là mới có thôi. Dạ. À, như vậy là có khi nào nhà mình bị hụt gạo không bố?
Không có. Cũng có gạo ăn ha, gạo là có, nhưng mà tiền thì có khi có khi không. Mà gạo thì nó ngay ăn cũng có đủ gì đâu, mà cũng hụt hạt đồ chút đỉnh rồi cũng mình cũng sống đỡ đỡ được đi. Dạ. Nấu nhão nhão một chút. À, cũng như bữa nào ít gạo quá thì mình nấu nhão nhão. Nấu nhão nhão. Dạ. Để bổ cái cô ăn. Dạ. Dạ. Còn hàng ngày thì rau củ đồ này kia, nấu canh, canh như nào đó. Rau muống rồi mình đổ vô nữa. Dạ. Như vậy là bao nhiêu năm rồi bà Út? Cũng hôm nay là 4-5 năm rồi à. 4-5 năm rồi à chú. 4-5 năm rồi là ăn cơm với rau. Ừ, với 4-5 khoai. Năm rồi là ăn cơm, bữa nào thiếu gạo thì ăn cơm nhão. Rồi 4-5 năm trước là bố còn đi làm được hả bố? Được. Dạ. Còn cắt lúa đồ đó, cắt lúa cấy mướn đồ ăn, rồi dạ. Mần hết nổi rồi. Dạ. Rồi dậm lúa rồi này kia. Những ngày người ta chồng bà con rồi người ta cũng cho bí rồi nấu canh đồ thêm ăn. Dạ. Ừ. Con hỏi bố nè, rồi với những cái khoảng thời gian sắp tới đó, bây hiện giờ là bố không làm được nữa, đúng không bố? Con dạ. Xin lỗi bố nha. Nhưng mà 5 năm, 10 năm nữa, cuộc sống về lâu về dài mình không thể nào mãi phải ăn cơm nhão, không thể nào mà ăn cơm với rau hoài được. Bố có nghĩ tới điều đó chưa? Không biết làm sao nữa chú ơi, tôi giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Không biết làm sao nữa. Tới đâu hay tới đó? Tới đâu hay tới đó là tôi không biết làm sao nữa chú. Thì giờ quá, giờ tôi cũng biết tính nghĩ giờ sao giờ. Cuộc sống làm sao, sống với giờ tôi cũng biết làm sao giờ đây. Nếu con á, nó có mần cái chút đỉnh thì nó cho, mà nó cũng mần muốn chết nó thôi. Nó cứ kiếm ăn bây giờ công ty chú coi mà không được. Bây giờ thì mẹ thấy khổ thì cứ chút đỉnh này kia. Nhiều khi có, nhiều khi không. Thì sẽ sống với sao giờ. Nhờ tôi biết sao giờ chú. Bộ có mong ước điều gì không? Chà, tôi có mong ước gì mà tôi được. Một cái chiếc xuồng và chiếc máy đó mà tôi đi tới lui đặng con nó chở đi tới lui khi bệnh hoạn đầu chú. Ước vậy đó. Dạ, cũng như lúc mà bệnh thì có cái máy chạy cho nó, con xin lỗi nha, chạy cho nó nhanh nhanh chạy ra. Chạy nó nhanh, không muốn chết rồi. Chú ơi, chống qua cái xuồng đó nhỏ, chống qua lâu quá, chú ơi, tính chết luôn chú. Vậy cũng xin thưa cô chú anh chị thì do bổ ở trong đây bên kia là cánh rừng. Cánh không? Rừng, bên sau lưng là một cái cánh đồng. Cánh đồng. Cái trước cái phương tiện mà đi lại duy nhất là cái đường, cái con kênh này. Mà cô chú anh chị có thể thấy lục bình rất là nhiều. Lục bình nhiều nên bà Út sợ là chống lâu quá. Chống lâu quá. Cho nên là mong có cái xuồng bà Út nghe. Tại vì cái hồi nãy con đi vô á thì cái đường ruộng. Nhưng mà cái mùa người ta xạ rồi mình không thể nào mình đi đường đó được. Phải đi bằng cái con đường này. Nhưng mà lúc mà hữu sự cần nhanh thì mình không thể nào mình bơi cái xuồng mà từ từ được. Bởi vậy. Dạ, bà Út dẫn con vô nhà đi. Bố ăn một bữa được mấy chén cơm bố ơi? Ăn bữa chén, hơn chén vậy. Dạ, bố dẫn con vô bên đây trước đây bố. Dạ. Con gửi cho cô nè. Dẫn đi vô nhà chú. Dạ. Là con hỏi bố á, là ban đêm là bố với cô ngủ ở đây hả bố ơi? Ngủ ở đây, ngủ ở mùng này rồi. À, ngủ mùng này. Rồi cái nhà bố ơi, được rồi bố. Dạ. Bà mày quay mặt ra đi cho ông bà cô chú thấy bố. Có nghĩa là... cái nhà bổ tối hù vậy hả, cũng như ban đêm mình chỉ đốt cái đèn dầu thôi. Rồi bổ nói mấy cái ngày mưa giông á thì trên này có bị tạt bị dột hả bổ? Có dột đây nè, nó lấy miếng vải che. À, lấy vải che. Mẹ con có... ước hết trơn. Ở dưới này thì đinh đăng hết trơn. Dưới này thì nước ngập. Nước ngập hết trơn, ra đó cũng nước ngập luôn. Ở dưới nền thì nước ngập lên, ở trên thì mưa xuống. Mưa xuống. Rồi lúc đó đang ngủ vậy sao bổ? Còn ngồi vậy chứ giờ nó lạnh lẽo rồi sao? Cố cái mền hai mẹ con chùm ra. Chứ giờ biết làm sao giờ. Mà sợ. Mà ướt mà sợ là sợ nó sập nè. Là nó phải một đám lớn nữa lại quỵ xuống rồi sao chú. Đó. Vừa lúc đó vừa lạnh mà vừa sợ luôn. Sợ luôn. Dạ. Yeah. Bố dẫn con xuống bếp đi. Đi từ từ chờ con đi bố cho bạn camera quay cho ông bà cô chú xem hình ảnh bố nha. Dạ. Là bên đây con thấy bố được cái này kêu bằng cái gì bố? Cái lu hả? Cái lu. Là bố xài nước mưa ha. Nước mưa. Dạ, xài nước mưa. Bố ơi, con cũng quên hỏi nữa là cái nguồn nước bố quay mặt ra đây bố. Cái nguồn nước mà bố xài là nước mưa này. Rồi những cái tháng mà không có mưa đó. Rồi lỡ hụt nước thì sao bố? Đi ra ngoài kia chở, con nhỏ đó đi chở.
Cho xuống xuồng đó nó chở, nó chống lục bình đó, nó đi chở. Là y lộ với chỗ mà hồi sáng rồi con đó rước con đó, hả? Ừ, chở hai cái can đó đó. À, con mượn cái can đó. Cái can 20 lít đó. Cái can trắng này hả bộ? Ừ, chở hai can. Là có nghĩa là... ấy chắc... can nước nhóc chân của chú anh chị. Ừ, cái can đó đó. Có nghĩa là... khi mà không có nước xài, hết nước mưa. Ừ. Là phải bơi xuồng chở hai cái thùng không xuống dưới. Ừ. Rồi cái vô nhà người ta bơm nước sạch. Ừ. Vô đầy thùng. Ừ. Rồi chở về đây rồi xách lên. Ừ. Rồi cứ xài hết rồi cứ đi chở về đây đó. Nữa vậy đó. Mà lục bình gì rồi cũng phải gắng mà đi. À. Chứ sao giờ chú coi. Còn cái xịa này con nghĩ là hoài niệm lại những năm tháng ngày xưa ông bà mình có cái xịa để khô, để chuối khô để bỏ đồ, cái đồ lên ăn vậy thôi. Con xin lỗi nha. À. Những ông bà ngày xưa hay có cái xịa này cô chú anh chị. À. Với lại bên đây con thấy bộ có thuốc nam nữa nè. Ừ. Rồi bệnh ví dụ tăng huyết áp đồ thì con nhỏ nó cũng đi ra ngoài á. Đi ra ngoài đặng mà người xã cho người ta khám lại, người ta cho thuốc. Người ta cho thuốc uống. Huyết áp mà lên 17, 18 đó. À là bố cũng có bảo hiểm người lớn tuổi. Có. Rồi người ta cho thuốc. Rồi, cho thuốc. Rồi cái này là bố trị bệnh gì bố? Cái này thuốc nam mình uống cho nó mát. À uống cho mát, uống hàng ngày bố ha. Ờ, bao nhiêu vụ huyết áp nó hạ rồi thì mình chưa uống. Để chừng nào nó lên cái mình về mình chắc mình uống. Dạ. Uống ít bữa cái nó bình thường lại cái thôi nghỉ. Vậy đó, uống thuốc nam hoài ha. Thuốc tây thì nó ngay bên xã người ta cho. Ta chỉ uống đâu 5-7 lần gì đó rồi thôi. Dạ. Ừ. Còn bên đây là cái... phía bên đây là bà Út có xài bếp ga rồi. Con thấy có bếp củi nè bà Út ha. Ừ. Là bà Út chặt củi hả cô chặt? Nhưng con nhỏ chặt còn tôi khi tôi khỏe tôi chặt tiếp nó chút đỉnh. À bà Út còn chặt củi nổi. Ừ. À. Chút đỉnh vậy đó. Chặt tiếp ít ôm vậy đó. Dạ. Cũng như là hiện giờ thì cuộc sống của bà Út là chỉ cái vườn rau của mình. Ừ. Cái vườn rau của mình là mình hái vô mình nấu canh nấu này kia. Ừ, rau là ăn rau thường à. Dạ. Rau thường vậy lắm à. Dạ, cái mong ước của bà Út hiện giờ là cũng mong muốn mình ăn lạc, ăn chay bà Út ha. Dạ. Thấy cuộc đời cũng mình khổ quá rồi, cá mú thì đâu có ai kiếm. Dạ. Nhiều khi mình đặt là có 5-10 con, 20 con. Thì mẹ con ăn, dạ. Cũng có thì cũng rau đồ thường hoài vậy thôi. À. Ngày trước là bà Út có đi chùa không? Có, đi cũng, ví dụ còn mạnh là mình còn mấy năm trước là tôi còn đi bộ rồi nhiều khi ta cho có gian rồi chút đỉnh á. Dạ. Còn năm ngoái này không có đi nữa, không yếu đi. Quá không có đi. Hồi đó bà Út có quy y như thế nào không bà Út? Có quy y. À, cũng có quy y. Tại vì khi con vô con thấy cái hình ảnh có cái áo nâu ở trên đó của bột hả? À. Dạ, là buổi chiều bột có hay là mình lúc nào mình đốt nhang mới bận vô bột ha? À. Dạ. À, một bà cụ sống giữa cánh rừng, giữa cánh đồng của chú anh chị. Nhưng giờ thì có một cái điều là bà cụ đang phát tâm để mà ăn chay trường. À. Là bình thường hiện giờ là bột có ăn chay kỳ như nào không bột? Nó mà trường thì chưa có ăn nhưng mà ăn giai kỳ một tháng á là ăn hết 18 ngày rồi. Ờ. À, còn có mười mấy ngày là ăn mặn không? Dạ. Ừ. Ăn rau còn giờ hiện giờ còn ăn rau nè. Ăn rau cho cháu rồi vậy đó. Dạ. Con hỏi bố nè, ăn như vậy á trong mình bố thấy khỏe không? Thấy khỏe. Khỏe ha. Ờ cũng có gì. Dạ. Một bữa là bố ăn được mấy chén cơm bố ơi? Một chén, khi không tới một chén nữa. Yeah. Rau rồi nhiều, đậu rau nhiều. À, chủ yếu là rau. Yeah. À. Nước tương, đó. Rồi hôm đó, để coi nhà nước cho được một chục gói mì. Chục gói mì, cho 3-4 chai nước tương. Yeah. Ăn giờ còn chai nữa. Yeah. Ừ. Ăn cũng bình thường, không có gì chắc. Rồi ở đây như đi chợ rồi sao bố? Nhỏ là đi, tôi không con một đi ha. Dạ. Ở đây xa chợ một. Chợ Mỹ Tú vậy đó. À. Còn cái chợ Mỹ Phước với này là nó ít đi đó. Nhiều khi nó người ta đi bán ngang đó, dạ. Nó mua chút lĩnh rồi vậy. À đó. Xuống lộ mà đón người ta đi bán ngang mua. Ờ vậy thôi. Dạ. Tôi cũng không có đi. Ở dưới này là tới mùa hổm là có bị ngập không bố? Ngập hết trơn. Con thấy còn ỉ nè. Ờ ngập gì nè. Trời ơi. Rồi lót mấy miếng gạch này để đi.
Ừ. Quá nó ngập hết trơn rồi. Rồi tôi đâu không dám đi, tôi ngủ gì dám không á. Dạ. Con nói chuyện với cô một chút một nha. Cô ơi, như là ở đây á, bà Út này cũng nói là trồng rau để ăn uống đạm bạc qua ngày. Do là hiện giờ bà Út không có kiếm được rau, không kiếm được cá như thế nào đó. Cho nên là cũng muốn phát tâm là ăn chay đó. Có gì ăn nấy à. Rồi cô, rồi như cô, cô làm sao cô? Cô cũng vậy à. À, mẹ ăn gì mình ăn nấy. À. Vậy đó. Có gì thì ăn nấy. Có rau có thể mình ăn chay rồi còn khỏe mạnh hơn nữa. Rồi có bữa nào mình muốn ăn mặn thì đi bắt ốc đồ này kia vậy đấy, chứ không có văn lưới nữa, tại vì hồi quê tới giờ không có văn lưới, không có sắc xanh. Dạ. Chỉ có đi bắt ốc thôi. Đi bắt ốc thôi. Ở đây ngoài cái công việc con nghe bà cụ nói là cô có chặt củi. Chặt củi. Trồng rau phụ này kia, ngoài ra cô có làm gì thêm nữa không cô? Vớt lục bình rồi lên trồng rau rồi vậy đó. Rồi vớt mình thấy lục bình trôi vô nhiều quá mình vớt lên cho ta dễ đi. Là phước luôn. Trồng rau rồi con hỏi cô nè, có 360.000 mỗi tháng ở nhà mình thôi. Không đủ. Không đủ. Vì ở đây không ai thuê mình làm gì hết cô? Không ai thuê làm gì chứ. Ở trong này đất của người ta làm ở người ta không à. Dạ. Người ta không có mướn mình làm gì chứ. Mình ăn cơm rồi mình bằng cỏ rồi vòng với rồi tới gặp mình đi chùa. 30 giờ đi chùa. Hai mẹ con bơi ra ngoài rồi lội. Lội tới chùa rồi xong rồi lại Phật rồi đi về. Vậy dạ. Vì cái tháng này qua tháng kia, giáp năm này, năm này, năm nọ vậy á. Dạ. Cũng nghèo khổ, cũng không có đòi hỏi gì. Là ngày trước á, là cô sống chung với gia đình cô là ra riêng rồi. Rồi sau này là mới về với bà Út. Dạ. Giờ thì con cái nó có chồng có vợ ra riêng hết rồi. Giờ mẹ già thì đâu có ai ở với mẹ già đâu. Dạ. Chỉ cô ở với mẹ già thôi. Cô thôi chồng rồi cũng buồn quá, cũng về ở với mẹ già thôi, nuôi mẹ đi. Chứ không còn nghĩ gì nữa, không còn nghĩ là mình có chồng gì nữa hết chứ, mình cũng già rồi. Dạ. Cô năm nay là được nhiêu rồi cô? Cô 60 rồi. Cô 60 rồi ha. Là cô chia tay với chú là cũng bao lâu rồi cô ha? Chia tay ổng cũng năm nay nữa là 6 năm rồi. 6 năm rồi. Rồi cũng sau khoảng chia tay là đi theo con cái giữ cháu. Con giữ cháu ngoại, cháu nội. Bây giờ nó lớn nó đi học hết rồi. Dạ. Rồi giờ mình trở về nhà ở với bà với mẹ. Dạ. Rồi khi mà đi lên trên đó thì thấy cái cảnh ở dưới quê, cám cảnh mẹ ở dưới quê có một mình. Rồi giữa đồng giữa rừng rồi cô mới quay trở về đây. Sống đạm bạc với bà. Thấy tội quá, thấy mẹ tội quá. Về ở với mẹ. Cô là được mấy anh chị em thưa cô? Cô thứ ba. Dạ. Cô được 4-5 anh em lận. Dạ. Mấy đứa đó thì nó ở thành phố nó mặn công chuyện chảnh. Dạ. Cũng làm mướn đồ gì đó. Có thường về để thăm bà cụ không cô? Cũng như Tết chị, có đợt Tết thì nó mới về. Dạ. Về chơi được 2-3 bữa rồi nó đi làm tiếp. Làm hồ đồ nãy kia chứ không có ở đây chơi lâu. Có gửi tiền về phụ cô không? Cũng như là lâu lắm mới gửi. Dạ. Lâu lắm gửi 500 ngàn hay là 1 triệu bạc là dữ rồi. Dạ. Nhưng mà mấy tháng vậy đó mới có gửi một lần. Dạ. Phụ mua gạo rồi cho mẹ ăn vậy đó. Dạ. Chứ không có đứa nào có tiền. Con hỏi cô nè, cuộc sống mình như vậy đó, cô có mong ước điều gì không? Không có mơ ước gì nữa, chứ giờ thì ăn cơm rồi niệm Phật thôi, chứ giờ cũng cầu trời cẩn Phật cho mạnh giỏi bình an vậy là mừng rồi, cho mẹ đừng bệnh hoạn vậy là mừng rồi đó. Chứ không có mơ ước gì nữa. Con nghĩ là con cũng xin thưa với cô á, hôm nay con được chú Hai dẫn con vô đây. Con là kênh YouTube Nghĩa Phước Vlog. Đến những hoàn cảnh ông bà cụ đó thì con muốn gửi yêu thương, con muốn xin ông bà cô chú gửi yêu thương đến ông bà cụ để vượt qua những cuộc sống khó khăn ở phía trước. Thì đến những hoàn cảnh gia đình đó thì con cũng mong muốn là sau khi con ra về á, thì ông bà cô chú có được một cái niềm vui. Trong đó thì có những ông bà cô chú con đến con hỗ trợ cho chăn nuôi. Ở khu vực ở đây á, cô nghĩ là mình có chăn nuôi được gì không cô? Nếu có vốn thì chắc có lẽ nuôi được, nuôi cá ha. Dạ. Đây nuôi cá có dèo ở sông vậy,
cái thì mà mình nuôi cá chê rồi mình bẻ mình bắt mình thảy vô cho nó ăn. Dạ. Vậy đó. Có cái nguồn nước này cũng sạch sẽ nè, nuôi được. Nhưng mà mình không có vốn. Là ngày xưa giờ là trong tâm tưởng cũng nghĩ là mình nếu có điều kiện sẽ nuôi cá. À. Để khi mà cá lớn mình có thể mình trang trải cuộc sống của mình có ha. Trang trải cuộc sống được. Với lại là những con cá thì nó ăn những cái trái cây giống như cô nói là bình bát ha. Ừ, bình bát, bẻ bình bát rồi nó dễ ăn lắm. Dạ. Ừ. Như cô là cô nuôi được khoảng mấy ký? Con hỏi một câu tế nhị. Chừng chắc cỡ 1 ký được. 1 ký. Ký cá chê được. Dạ. À. Mình mua dèo đồ này kia nuôi hả? Dạ. Dễ. Dạ. Khi rồi đi bắt ốc đồ mình bỏ vô cho nó ăn. Dạ. Cũng như là cuộc sống của cô giờ là bám trụ ở đây với bà. Với bà rồi. Người có gì thì ăn nấy. Có gì ăn nấy à. Dạ. À. Đôi khi có khi nào cuộc sống ở đây nó quanh năm nó cực khổ nhiều quá. Cô có nghĩ một ngày nào đó cô trở lại với con của cô ở trên thành phố như nào không cô? Không. Không ha. Ừ. Cô nghĩ là bây giờ là mình về đây là hết rồi. Dầu khổ khắc cách mấy cũng phải ở nhà. Ở gần mẹ. Rồi ở nhà với mẹ. Ừ. Mà một ngày nào mình nuôi mẹ là mình vui rồi. Ừ. Rồi. Vậy cô không nghĩ là cô đi nữa. Nhưng mà cô không nghĩ là cô có chồng nữa. Cô không có nghĩ bước thêm bước nào nữa hết chứ. Cũng có người ta dòm ngó nhưng mà không. Cô không. Ở vậy nuôi mẹ. Những năm tháng mà cô chưa có về đây là bà Út ở có một mình. Ừ. Ở mình. À, mấy đứa nó tới lui thăm mà nó cũng khổ lắm tại vì nó vô đây không có được á. Dạ. Nó không có lộ, vô đây không có được. Rồi nó thôi chế mà cũng rảnh gan thôi chế về ở với má. Ừ, thôi đi chế về chứ sao giờ. Để tao về, tao không giữ em bé nữa đâu. Để trả cho mấy đứa nó cũng lớn rồi, nó đi học được rồi. Được 2 đứa cháu ngoại. Đó. Với 3 đứa cháu nội. Con hỏi cô này cũng như là cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cô với bà. Thì với 360 ngàn đó, những ngày mà mình hụt tiền mà lỡ trong nhà có hết cái vật dụng gì đó cần xài lúc đó mình sao cô? À, đi bị cô có vô phụ nữ á. Dạ. Rồi cái mình ra ngoài mình mượn đỡ. Ừ. Mượn đỡ cô phụ nữ chăm vậy đó. Cái là qua tháng sau, như tháng này mình mượn. Rồi tháng sau phải trả cho người khác người ta mượn. Vậy đó. Ôi xây dần là dần góp dần, 4 xây vòng. Ừ chứ giờ mà mẹ có 300 mà mình sao mình xây chở với mẹ được. Dạ. Đó. Rồi cũng nhờ bên phụ nữ nó ngay đi. Mượn phụ nữ rồi tháng sau trả. Vậy đó. Mà phải có điều kiện trả, nếu không trả thì tháng sau nữa cũng phải trả. Vậy đó. Như vậy là cứ mình cứ lẩn quẩn mình thiếu nợ mãi. Bây giờ kẹt rồi phải chịu thôi, phụ nữ người ta cũng thông cảm. Dạ. Thấy hoàn cảnh ta cũng thông cảm, nếu tháng này trả không được tháng sau trả, mà tháng sau trả không được tháng sau nữa. Vậy. Dạ. Tùy theo khó quá người ta giải quyết theo khó. Vậy. Dạ. Cuộc sống của bà với cô ở đây, cô chú anh chị, thì khi nãy giờ Nghĩa được bà với cô chia sẻ thì thấy cuộc sống quá nhiều vất vả, cũng như là bà cụ ở đây thì có một mình. Ngày trước thì cô mới về đây, cô về đây bao lâu rồi cô? Hơn năm rồi. Cũng hơn một năm. Thì hơn một năm thì do thấy mẹ dưới quê thì cũng có sống có một mình, mà bà lại lớn tuổi nên cô từ bỏ đất Sài Gòn để đi về quê. Đó, để về quê lo cho bà, nhưng mà ở đây thì chỉ có là trồng rau. Hoặc là ngày xưa thì bà còn đi bắt cá, chỉ chủ yếu bây giờ là rau rồi có gạo để ăn thôi, chứ không có, cô thì cũng không mong cầu điều gì, chỉ ngoài ra là lo sao cho mẹ được vuông tròn cô ha. Không mong cầu gì cả. Dạ. Với lại là cái mong ước của cô thì Nghĩa có gợi ý hỏi là cô cái chăn nuôi thì cô cũng mong là nuôi được 1 ký, mà 1 ký cá chê bán đâu được nhiêu tiền đâu cô. Chú Hai 1 ký cái chê bột nhỏ mình nuôi lớn được nhiêu ký chú? 9 ký. Thôi 8 9 ký à. Cô còn tụi nói là phải đó. 100 ký con. Đó. 100 con thì một con nó cỡ 200-300 gram. Ví dụ là 9 ký giờ mình ra chợ mình bán 1 ký được nhiêu cô biết không? Không biết nữa. Không biết chú Hai. 20-30 ngàn ký à. 20-30 ngàn. 30 đó hết á rồi. 10 ký 200. Trời ơi, có 100 mấy ngàn à cô ơi. Giờ mình không có tiền, mình đâu có điều kiện gì đâu để à, thuốc của con để ngồi con gửi cho bà. Dạ, 100 ngàn. Để ngồi con gửi cho bà.
Mua từ 2-3 ký đi về. Vậy hả? Nếu có điều kiện thì nuôi 2-3 ký cũng được. 2-3 ký. Dạ, chứ 1 ký thì ít quá. Tại con thấy á, thì ở đây nè, cô đó, ngoài cái 360.000 mà Nghĩa cũng xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, 360.000 mà bà cụ với cô á, bà cụ thì uống thuốc thì có bảo hiểm. Nhưng cô á, con ví dụ con xin lỗi cô nha. Những ngày cháy gió trời trời cô lỡ cô mua thuốc cảm cũng phải lần uống 7-8.000. À, ngoài ra thì tiền bột ngọt, đường, nước tương, nước mắm, tiêu, tỏi, hành, ớt. Dạ. Cho nên là con cũng muốn là sao cô có một cái công việc gì đây, chứ thật ra thì cô trải lòng với Nghĩa thì ở đây không ai mướn hết trơn cô chú anh chị. Không ai mướn mà. Nếu mà nhìn xa mút mắt của mình luôn cũng không thấy cái nhà. Nội mà dầu lửa đốt là một tháng là có 3 lít mà tôi đốt chỉ có 2 lít thôi. Tôi đốt Hà Tiện đó, đốt Hà Tiện tôi dặn thật là lưu. Mà bằng đêm tới thui luôn. Vậy nếu mình dặn lưu quá thì nó không có tốn dầu. Thì 3 lít, một tháng 3 lít á. Lít dạng như tiền con hả? Lít 30. À, là cũng dân tháng 8-90 ngàn tiền dầu. Tháng 90 ngàn tiền dầu. Mà mình dặn thiệt luôn nha. Chứ còn dặn bình thường thì mình thấy đường chút đỉnh thì cũng 3 lít á. Còn ấy là 2 lít. Có nghĩa là hết 90 ngàn là còn có 250 ngàn à. Rồi gạo thì nãy con hỏi bố Út thì bố Út nói gầm hoặc Tết mới có được nhận. Còn những ngày thường là nhà mình mua cô hả? Nhà mua ăn không. Mua từ ký. Con hỏi cô nè, một ngày cô với bà cụ ăn bao nhiêu lon gạo thưa cô? Cô thì cũng ăn hơn chén gạo à. Nấu hai mẹ con nấu con lon dung à. Dạ. Nấu con lon dung à. Ở khi có bữa thì nấu lon dung ăn không đủ, có con chó nữa. Phải nấu lon gửi. Dạ. Đó, nấu lon gửi. Thì sáng lon gửi, chiều lon gửi thì cũng như ba lon rồi đó. Dạ. Cũng như ký gạo, ngàn ký. Thì thấy cũng cập vật lắm. Thấy cũng khổ lắm. Mà cũng gắng sống chứ, sống trời nuôi. Thiệt mà nó bệnh nặng là chết ngắt rồi. Bệnh nặng chết ngắt rồi, đây không hú ai nghe chứ. Dạ. Vậy đó. Mà trời nuôi thiệt. Mạnh giỏi, không có bệnh nặng. Đó là sức khỏe mình còn đó cô. Ừ. Nhưng mà thời gian giống như là con xin lỗi thì cái tuổi cô càng cao thì những cái sức khỏe mình nó cũng không có tốt được như ngày trước nữa. Thì dễ hệ thống miễn dịch nó cũng đã yếu. Dạ. Mình dễ mẫn cảm với cái bên ngoài, ví dụ như cháy gió trở trời. Ngày trước có thể dầm 1-2 đám mưa không sao cả, nhưng bây giờ thì có thể sẽ có sao. Đó, cho nên là cũng cần có một cái nguồn gì đó gọi là ổn định để mà cô dự phòng ở trong nhà. Chứ không thể nào mình cứ mãi như vậy được. Mà ở đây mà mấy người ta đi ngang người ta nói trời ở đây sao bà không mua cái đèn biến điện á. Hỏi bị đèn biến điện thì sao, tôi không biết đâu. Cái đèn năng lượng mặt cái trời. Năng lượng mặt trời á. Dạ. Người ta nói đốt đèn đó đi không có tốn điện đâu. Dạ. Mà không khả năng sắm nổi cái đèn nữa làm gì. Nếu mà ở đây có người ta mướn bằng á ha, là có thể là mua cái gì cũng được hết chứ. Mà tại vì ở đây không có nguồn nước, người ta không có mướn bằng. Này không ai mướn mình làm gì chứ. Không mướn bằng gì chứ. Chú Hai với có chồng bông súng gì không chú Hai? Có chú chồng bông súng. Chồng súng mướn cô chú làm. Mướn tôi nhổ súng phát. Tại vì ở đây thì hình như là con không thấy nhà luôn chú Hai. Ở đây trong mấy rừng nè. Rừng trạm đây nè, hôm đó người ta khu vực này người ta ấy trạm người ta đốt hết trơn, cái còn cái đọt á tôi đi gốc củi. Yeah. Củi về tôi chắc nhóc đó. Dạ. Thôi con qua bà cụ một chút nữa con thấy bà bố ơi, giờ con hỏi bà một câu chân tình nha. Bố qua đây bố sợ không? Sợ gì giờ? Không sợ gì chứ. Con mình ở đây hồi trước ở con mình à. Ừ. Đốt cái đèn dầu leo lét vậy đó. Ừ. Không sợ gì hết. Không. Năm giờ có vô mùng rồi. Với lại mùng. Sợ gì giờ ở quen rồi. Ở quen rồi. Dạ. Yeah. Tại vì con thấy xung quanh đây là rừng cây rồi không à, không có nhà, không có ai, có ai đâu, có ai tới lui mình đâu bổ ha. Mà cũng có bằng đêm mà người ta đi xiệt đồ đó, người ta đi ăn lưới rồi đó cũng đỡ. Ví dụ rồi mình ngủ một giấc rồi tới sáng rồi. Dạ. Cũng như là chỉ xa xa có một cái ánh đèn của ai đó đi giăng bắt cá ngoài ruộng thôi. Vậy thôi. Rồi mình thấy được cái ánh đèn đó mình cũng ấm lòng, mình nghĩ là có người đâu đó gần mình vậy. Ngủ một giấc tới sáng, ngủ quên giấc sáng. Dạ.
Vậy chứ bây giờ cũng coi già cả rồi, mà đi đâu con nó nghèo khổ, nó mỏng mần, nó ăn. Rồi mình già cả rồi, giờ đây rồi biết. Biết giờ nào mình chết thì mình chết rồi, mình biết sợ gì nữa giờ. Còn hỏi mình nằm chơi chơi đó rồi biết gì nữa mình sợ. Giờ ở đại rồi, không biết sao giờ. Biết sao giờ nữa mà nhà của người ta cũng ở bên đó. Nhiều khi nó cũng qua chơi, bằng ngày cũng qua chơi vậy. Dạ. Có cái đường mương khó đi. Đó, đây. Đây cũng mít lòng ai chân khỏe. Con nghĩ ở đây không có ai để mít lòng. Thiệt. Con nói vui thôi Bột. Tại vì con thấy thưa ông bà cô chú anh chị, nếu mà ở hàng xóm mà cùng hông sát vách với nhau thì trò chuyện qua lại, còn mít lòng ở đây Bột có tiếp xúc với ai đâu. Tiếp xúc với ai đâu. Dạ. Yeah. Không có thấy bóng người nữa. À, cũng như là Bột là chỉ cũng mình không có kiếm được cá nên là thôi thì phát tâm để ăn chay để cho tâm trí mình nó mát ra, nó tâm trí rồi cho nó nhẹ nhàng khỏe phấn người vậy đó. Dạ. Ăn chay trí tuệ được thông minh. Coi vậy chứ cũng được. Dạ. Mình không nóng nảy rồi kia nọ, ví dụ bà con người ta có hơn mình cũng không giận hơn ai. Dạ. Là mấy chục năm rồi sống ở trong này rồi, những năm tháng mà con nói Bột rồi, lúc mà cô chưa có về rồi muốn đi chợ, Bột đi làm sao? Đâu có đi, có xuồng nữa, hôm đó là đục bình không có nữa. Tại nay bán 4-5 ngày nó có bán một lần. À. Nó bán rau cải rồi vậy đó. Rồi không có mua rau cải nhưng mà mua đậu hũ rồi vậy đó. Dạ. Khô ăn rồi vậy. Khi nào có người ta bán thì mua. Ừ. Không có bán thì có gì ở trên đây mình hái cái đó vô ăn. Vô ăn vậy à. Nước tương, nước muối, nhiều khi nước muối ớt cũng có nữa à. Dạ. Ừ. Nhỏ này nó thấy nó gì à. Vì cũng hơn năm rồi. Ngày trước là bà Út có từng nghĩ là mình mong con mình sẽ về sống với mình không bố? Dạ vậy chứ nó có chồng có vợ rồi kệ nó mà ăn chứ giờ. Nhà trong coi có đứa nào. Nhưng mà nó gì được mình mừng vậy đó. Ừ, con nhỏ này nó gì à. Thằng chồng nó quá tay rồi nó bỏ rồi nó gì đây. Là trong tâm tưởng mình cũng mong có con cái vợ hu hỷ. Ờ, vậy thôi. Giống như là lặng nhìn chiều thu đếm lá thu gì đó. Thì ra ngoài đây, mọi người ở ngoài chờ con về. Chờ hoài không thấy. Đợi con về. Chỉ mong là mỗi năm tới ngày Tết con cháu mới quay quần về, tại vì bình thường thì ai cũng có công việc để đi làm mưu sinh Bột ha. Rồi cũng may mắn là cô ba về đây ở với Bột. Cho nên từ cái ngày đó là bà với cô thì cũng hụ hỷ với nhau bữa. Có khi Tết nó cũng không về nữa. Nhiều khi chưa Tết nó về, rồi Tết rồi nó không về, nó về gia đình nó cũng có nữa. Con hỏi Bột nè, Bột có thèm ăn gì không? Mà không có thèm ăn gì hết trơn, có gì ăn đấy không có thôi. Chứ thèm gì tiền bạc đâu mà. Mình thèm mà tiền đâu mình mua. Bà Út có muốn ăn gì không? Lần sau con xuống con mua. À thôi, tội nghiệp cho chú lắm, thôi, khổ lắm. Thôi, đừng mua. Chờ bà ăn quen rồi. Ăn rau này kia, muối ớt, hoặc là nhà cánh chua, hoặc là cái gì cũng vậy đó. Nó qua bữa rồi. Bẻ trái giác là nấu chua. Ừ, khóa trái giác lắm. Khỏi có ăn mấy gì hết. Cô chú anh chị, đây là giống như là cuộc sống sinh tồn. Mấy bạn mà làm YouTube mà hay sinh tồn mà đi vô rừng đâu đó Bột. Không có mang gì cho chồng được gì ăn lấy đó. Là Bột sinh tồn cũng được mấy chục năm rồi ha. Ừ. Thấy gần vậy chứ qua. Nó ngay cũng mười mấy năm chứ không mấy chục năm nha. Mười mấy năm. Dạ. Mấy năm trước á thì còn trẻ là còn đi mần được đó. Mình sinh hoạt mình mua này chứ ăn. Rồi giờ mà không được, mười mấy năm giờ tám mấy rồi còn gì nữa. Cũng như hồi trước rồi còn đi làm được người ta, giống như mà Út nãy nói hình như đi cấy lúa mướn. Cấy mướn rồi đi dỗ cỏ mướn, cái gì cũng làm được hết. Là lúc đó còn có tiền cái mình đi mua đồ này kia với còn giỏi chân. Mình đi xuống chợ, xuống lộ, xuống đường này kia. Đi bộ rồi được, giờ không có đi. Còn bây giờ thì không được. Lúc mà đi. Cô ba về bố mừng không? Mừng chứ. Mừng ở với mẹ con hữu hỷ mừng chứ. Dạ. Nhiều khi á. Sợ bệnh hoạn bằng đêm á, không ai á, đang không biết kêu ai á. Dạ. Sợ vậy thôi. Chứ thường ngày thì mình, bằng ngày thì, ví dụ mình có cái gì á, thì mình kéo ở nhà bên cũng vận chuyển lại được. Dạ, nhưng mà sợ bằng đêm. Sợ bằng đêm á. Dạ.
sợ vậy thôi. Đôi khi những người con đi xa xứ cô chú anh chị do cuộc sống mưu sinh vất vả chứ đôi khi cũng nghĩ về nhà, giống như Nghĩa ngày xưa cũng vậy. Mỗi lần mà gọi về mà nghe mẹ mà nói chuyện mà cái giọng khỏe nó mình mừng lắm. Giống như là cô chú mà con của Bảo cũng vậy. Tuy là cuộc sống vất vả phải đi mưu sinh do là ở đây cũng không có đất canh tác. Cũng không có cái gì để làm được ra tiền, sao nuôi sống được bản thân, sao nuôi sống được gia đình, cho nên đành vứt gáo để ra đi. Nhưng mà đâu đó vẫn nghĩ về người mẹ ở dưới quê. Bà Út thì luôn mong con mình ngày đó nào đó thành công để về đây với bà Út ha. Có người ta mướn chùm lá rồi mình ở nhà mình chùm đồ này kia kiếm bị 10 ngàn, 20, 30 ngàn gì đó là cũng đỡ. Mà không có người ta mướn. 2-3 năm trước có người ta mướn, người ta đem ra đây người ta chùm. Ở nhà chầm, giờ không, tuyệt đối không có ai đem cái gì lại chầm hết trơn. Bà Út ơi, bây giờ người ta lập ton hết rồi. Bởi vậy? Người ta không có chầm lá nữa. Con nói thiệt với chú hai, con đi thì lâu lắm con mới thấy được cái nhà lá giống vậy chú hai ơi. Đó, cho nên là người ta lập ton hết rồi. Bây giờ những cái xưởng cắn ton thì kiếm được ra tiền, còn chầm lá bây giờ phải đổi nghề. Cho nên chú bây giờ cũng không có cái nhà ton không rồi. Dạ. Cho nên là hồi xưa là bố có chầm lá mướn cho người ta hả bố? Có. Cũng như người ta đem lá lại cho mình. Cái mình chầm chăm mình ăn nhiêu tiền vậy đó ha. 120-130 ngàn. Dạ. Bây giờ hết rồi. À. Bây giờ ton hết trơn rồi, không có ai mướn đem gì. Nhờ thất nghiệp. Từ không phải ai năm nay mà từ đây vĩnh viễn và mãi mãi luôn. Bây giờ đâu có ai cho mà lập lá nữa đâu. Hôm trước chú hai nhớ không, con với chú đi vô cái rừng tràm bên bà cụ bên kia cũng nói là hồi trước có chầm lá. Cái rừng tràm mà bà cụ bị kiến cắn đó. Nhưng mà sau này sao không ai kêu nữa trơn á. Chú bầu gán. Dạ. Chú bầu gán con ơi. Dạ, nhưng mà giờ đâu có ai lập lá nữa đâu mà người ta mướn chầm. Chừng này mà đầu chảnh. Dạ. Đầu quỷ thước. Nhưng mà con khuyên bà Út nè, bà Út giờ đừng có suy nghĩ gì nhiều. Hãy để cho cô ba lo đi. Rồi hàng ngày cứ ăn cơm rau gì đó rồi niệm Phật. Phật trời phù hộ bà Út ha. Dạ, để những năm tháng đã nhiều vất vả quá rồi, giờ lo tính đồ này kia nhiều nữa. Nhưng mà trong đây có muốn cũng không được. Bởi vậy. Dạ. Muốn chầm lá cũng không ai chầm lá. Muốn bây giờ thật lòng Nghĩa xin thưa với ông bà cô chú anh chị, nếu mà ngồi đây nửa ngày trời muốn mua cái bánh ăn cũng không ai bán để mua. Không có thiệt ạ, cái này thiệt. Dạ. Sáng cái chị mà đói dữ lắm nha, rồi đi nấu cơm ăn. Dạ. Cũng như là sáng thức dậy thì hái rau nấu cơm ăn, rồi đi cứ đi làm lặt và công chuyện gì đó, chặt củi hái rau mình có gì đó. Rồi cứ chiều nấu cơm ăn, rồi ngủ. 365 ngày là y như vậy luôn, không có gì khác biệt hết. Nãy bố hỏi con thuốc. Thuốc này thuốc gì vậy? Con xin thưa bố á, thì hôm nay con đây là cái thuốc này của chú Minh La bên nước Mỹ gửi cho con á. Con đi mua ở trên Tri Tôn An Giang. Thuốc này chỉ rất là nhiều bệnh như là đau nhức, đau tử đồ này kia đó, tiểu đường rồi gan nhiễm mỡ rồi. Thì con xin phép con do bố chú ơi, nhà bố xa quá con không biết là bao lâu con quay trở lại nữa, thôi con xin phép chú con tặng cho bố nhiều nhiều một chút nha chú. Cái này uống lần bao nhiêu nó có rẻ chẳng không? Có đau bao tử á. Dạ có đau bao tử nữa. Mỗi buổi sáng bố ăn cơm rồi uống, bố uống bịch này. Rồi buổi chiều bạn cơm rồi bà uống bịch này. Nhưng mà uống nước nhiều vô nghe bố. Uống một ngày á là ba gói hả? Dạ một gói, một lần gói, hai lần hai gói. Dạ hả? Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Con gửi bố 6 gói. Không ngủ được lắm bà cốt ơi. Bố cảm ơn chú Minh La bên nước Mỹ đi, chú ấy tặng cho bố đó. Bố cảm ơn chú Minh La đi. Tôi cảm ơn chú. Trời ơi. Chú Minh La. Chú Minh La. Dạ. Chú Minh La bên nước Mỹ. Nước Mỹ. Chú hai con tặng chú hai nè. Nghĩa cũng xin thưa với ông bà cô chú anh chị, thì hôm trước thì xuống đây chú hai dẫn Nghĩa đi những hoàn cảnh ông bà cô chú á. Thì lúc mà chú hai cũng biết Nghĩa có thuốc của chú Minh La gửi về. Chú hai cũng xin ngoài uống ra cũng gặp bà con cho chú hai á. Cảm ơn chú hai gọi là còn thuốc không Nghĩa ơi, khỏe quá. Với chú đi gặp bà con này chú cũng người ta thang thang cũng cho, thì hôm nay con gửi bên phần bột là 6 bịch, còn như con gửi chú hai 4 bịch. Chú hai cảm ơn chú Minh La nè. Cảm ơn chú Minh La. Cảm ơn chú Minh La nhiều. Bây giờ thuốc đây thì uống ngủ được. Ngủ được nó khỏe.
Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm mà chú ơi. Con cũng xin thay mặt bà Út cũng như chú hai chân thành cảm ơn chú Minh Lai rất là nhiều. Chúc chú luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ạ. À. Dạ. À, khi mà thuốc đó bà Út uống á hoặc cô uống đó là niệm Phật rồi hãy uống nha. Dạ. Cái áo nâu đó là của bà Út ha. Là mình cũng chiều đốt nhang lại Phật đồ này kia. Đó. Dạ. Con mong con cũng mong là một đời bình yên đến với bà Út. Để tôi cũng xin cảm ơn chú gì? Chú Minh La. Chú Minh La cho tôi ăn được khỏe mạnh giỏi rồi đừng nhức đau vậy. Cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Với lại là bữa nay con với chú hai xuống đây cũng lỡ đường. Mà giờ này đói bụng mà con chú hai hết tiền rồi, con xin bà Út ít tiền để con ra ngoài con ăn. Có không bà Út? Dạ, xin nhiều. Bà Út còn tiền không? Đâu có tiền, cái tiền không có. Tiền đây không có. Giờ con đói bụng quá rồi sao bà Út? Dạ, để luộc khoai ăn. Luộc khoai ăn, khoai nãy rửa ha. Đói bụng rồi luộc khoai ăn. Luộc khoai ăn. Chứ tiền không có. Tiền thì không có thiệt. Nó cơ bản chứ không có tiền. Không thiệt. Con cũng xin phép bố là hôm nay con đến đây á, được chú hai dẫn con đến đây. Khi nãy giờ con trò chuyện bố cũng với cô ba thì con biết được gia đình mình cũng nhiều khó khăn, nhưng mà lúc mà con đi vô Nghĩa cũng xin thưa quý ông bà cô chú anh chị, trước khi tới hoàn cảnh Nghĩa thật sự Nghĩa biết Nghĩa mới mua đồ. Chú hai đây biết á, mỗi lần chú hai hay đi mua đồ cho con đó. Tại vì con khi mà chú hai dẫn vô mà con phải là con không tin chú nghe chú hai, nhưng mình vô mình phải thấy cái ở nhà hoàn cảnh như thế nào con ấy, chứ giờ mình vác đồ gạo đồ này kia vô cái mình vác gạo về cái thấy người nhà ở đó người ta cũng nói mình. Cho nên là ở đây do ở trong cái rừng này nãy giờ bơi xuồng vô Nghĩa cũng không có mua trước, cho nên là con cũng xin phép bột nha. Con xin phép cô nha, con xin phép con gửi tiền ở đây rồi cô đi mua giùm con nha. Tại nãy con biết vô đây là cái hoàn cảnh mình sao con không có dám mua trước. Cũng còn có hơn ký gạo nữa, trời ơi, quá trời luôn. Tôi cũng cảm ơn chú dẫn đi nè, chú hai này con, với cô với mấy cháu với chú. Con xin phép bà Út á, con gửi dạ con xin phép cụ bà, gia đình cụ bà 99 tuổi, con xin phép con trích ra 1 triệu để con gửi đến bà Út mua gạo mua nhu yếu phẩm thưa bà. Thì con xin gửi 1 triệu đồng của gia đình cụ bà 99 tuổi ở bên nước Mỹ. Bố nói lại cô chú anh chị, bố năm nay nhiêu tuổi? 83 tuổi. Bà cụ 99 tuổi thì cho tiền bố. Tôi xin cảm ơn bà. Giờ có một cái lòng mà nhà biết thương nghèo khổ vậy, tôi cảm ơn rất nhiều. Với mấy chú rồi dẫn đi nè, với cô nè, với chú cháu, với chú nè, có cái lòng mà vô đây mà biết thương nghèo khổ đi lên thăm viếng vậy, tôi cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà bà Út có cảm động là bà cụ 99 tuổi còn cho tiền mình không? Đúng rồi. Cảm ơn bà nhiều lắm. Dạ, coi bà Út nhận con ha. Dạ. 500. Dạ. 1 triệu của gia đình bà cụ 99 tuổi ở nước Mỹ gửi tặng bà Út để mua gạo, mua nhu yếu phẩm. Dạ. Con cũng xin thay mặt gia đình bà Út. Con chân thành cảm ơn cô gia đình cụ bà 99 tuổi, trong đó có cô Mai, cô Yến, cậu Khánh, em Hưng. Đã gửi yêu thương đến bà Út 1 triệu đồng. Chúc gia đình cụ luôn vui khỏe, bình an, cuộc sống, thân tâm, thường an lạc. Cho bà 99 tuổi. Thì cái chuyện tôi cảm ơn nhiều lắm, có lòng mà giúp đỡ cho tôi nghèo khổ gì nè, thì tôi cảm ơn nhiều lắm thiệt. Với mấy chú mà đi lên đến gia đình này rồi xâm giếng nghèo khổ gì nè, thì tôi cũng cảm ơn chú với chú này với cô với cháu này nè đi đến gia đình nghèo khổ nè đó, thì tôi cảm ơn rất nhiều đó. Con xin phép là em cũng xin phép chị Ly Sa Quỳnh cũng như anh Tâm, em xin phép anh em trích ra 1 triệu nữa để em gửi đến gia đình bà cụ cũng như là cô ba. Tại vì xa lắm cô chú anh chị ơi, mỗi lần đi mỗi lần khó. Dạ, con xin trích cái quỹ của anh chị Ly Sa Quỳnh cũng như là anh Tâm ở bên nước Mỹ gửi cho bà 1 triệu nữa. Dạ, con xin phép 500. Dạ, 1 triệu của chị Ly Sa Quỳnh với anh Tâm. Và Út cảm ơn chị ấy đi ạ. Cảm ơn. Cô gì? Cô Ly Sa Quỳnh. Ly Sa Quỳnh với anh Tâm, chú Tâm. Chú Tâm. Dạ. Xin cảm ơn nhiều. Em cũng xin thay mặt bà Út cũng như cô ba chân thành cảm ơn chị Ly Sa Quỳnh cũng như anh Tâm rất là nhiều. Chúc anh chị luôn vui khỏe, bình an trong cuộc sống. Tiếp theo thì
con xin phép con gửi cái phần quỹ của chị Kim Hà nước Pháp tặng bà Út 500.000. Dạ, đây bà Út của chị Kim Hà bên nước Pháp. Chị Kim Hà, tôi xin cảm ơn nhiều lắm. Nhờ cái cô Kim Hà phải không? Dạ. Bà còn nhỏ hả? Là già rồi. Dạ, còn nhỏ bà Út kêu bằng cô được rồi. Ừ. Chị ấy đẹp lắm. Ừ, tôi cảm ơn cô Hà nhiều lắm. Tặng cho tôi 500 là tôi mừng dữ lắm. Giờ không mừng gì được hết trơn á. Thì nhờ nhà mấy cô giúp đỡ cho tôi được, tôi mừng. Giờ thì con cái thì nó ngay nó cũng nghèo khổ, nó cũng không giúp được cho tôi. Thì nhờ mà mấy cô Minh Hà với cô gì nãy đó, chị Kim Hà. Chị Kim Hà với chị Ly Sa Quỳnh Anh Tâm. Ly Sa Quỳnh Anh Tâm. Với gia đình của bà 99 tuổi. Bà 99 tuổi á, tôi rất ơn nhiều lắm. Con xin phép con gửi thêm 500 nữa là của chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tấn ở Bình Dương. Gửi cho bà cụ. Dạ con gửi 500 nữa. Của chị Linh ở Bình Dương bà. Bình Dương tôi rất cảm ơn cô Linh. Em cũng xin thay mặt bà Út chân thành cảm ơn chị Kim Hà bên nước Pháp rất là nhiều. Chúc chị luôn vui vẻ, thân tâm, thường an lạc. Em cũng xin chân thành cảm ơn chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tấn ở Bình Dương đã gửi yêu thương đến bà Út 500 ngàn. Chúc chị luôn vui vẻ, bình an trong cuộc sống, công ty càng lớn mạnh hơn nữa. Dạ. Vui không bà Út? Vui rồi, tôi vui lắm rồi. Cô cảm ơn quý mạnh thường quân đi cô. Cô cầm cô cảm ơn đi cô. Cảm ơn các mạnh thường quân giúp đỡ cho mẹ con tôi cũng vượt qua cái khó khăn. Cuộc sống khó khăn này cũng vượt qua rồi, tôi cũng cảm ơn rất là nhiều. Chứ giờ cũng không biết nói gì hơn nữa. Tôi nói mà tôi còn xúc động. Cô nghẹn. Nghẹn, nói không được. Tôi rất là mừng. Ra mẹ con tôi cũng khổ quá. Tôi rất cảm ơn Mạnh Đức Quân với mấy cô bên nước ngoài là giúp đỡ cho mẹ con tôi có tiền được mua gạo. Sống đỡ đỡ được rồi. Cuộc sống cũng là được mấy triệu cũng là thoải mái, cũng thoải mái được một lúc. Cũng có cái lòng rồi đến đây mà giúp đỡ cho tôi thì tôi cũng mừng lắm. Bộ để cô trải lòng đi bộ. Hôm nay là cái ngày để mà cái cơ hội để cô trải lòng những năm tháng, những năm tháng mà được gần ở bên mẹ. Bữa nay cô có trải lòng gì cô nói hết đi cô. Rất là đau khổ mà trong này nó cũng khổ, buồn khổ. Nhưng số phận thì cũng phải chịu thôi. Nhưng có Mạnh Thường Quân là giúp đỡ với giúp anh hai dẫn lợi mấy chú có giúp đỡ hơn là bây giờ tôi vui lắm. Cũng giúp vậy. Nhưng mà xúc động chứ vui lắm. Vui vì được mấy chú lại đây, giúp đỡ cho hai mẹ con tôi. Tới đây nè. Đó thì tôi rất cảm ơn dữ lắm. Cảm ơn vui lắm. Để bố để cô nói chút đi bố. Rồi vậy thôi, tôi cũng không biết nói gì hơn nữa. Con hỏi cô nè. Những năm tháng mà cô về đây sống với mẹ, với bổ quá. Cảm xúc cô như thế nào? Cô nói ông bà cô chú nghe đi cô. Về đây á, tôi nghĩ là tôi về đây tôi nuôi mẹ tôi. Mà tôi giá trời, đêm nào cũng giao lại trời lại Phật cái chân, đừng cho mẹ con bệnh. Vậy thôi, cô giờ có gì ăn lấy. Trên đời này chắc không có mã nào nhịn đói đâu. Lấy khổ thì khổ. Nhưng mà bà con đã thấy, ta cũng cho mượn gạo ăn à. Những cái lúc mà không có gạo ăn thì ta cũng cho mượn gạo ăn. Đó thiệt. Chứ anh ta không có bỏ đói. Mà mình ăn thua mình ở đời á chú. Ăn thua mình ở đời nữa. Có cái tình nghĩa và có cái đạo đức thì xóm giềng ta thấy người ta thương. Ta không có để cho mình là nhịn đói đâu. Mà nếu không có tiền xài, người ta còn kêu ta cho mượn nữa. Ta kêu ta cho mình mượn 50 ngàn xài. Đó. Mà mình không dám mượn. Tôi mượn của chị rồi, mai tôi lấy gì tôi trả cho chị. Thôi, cái chuyện gì qua thì cho nó qua. Đó. Cái chuyện khổ thì tại vì mình nghèo khổ rồi, mình chịu khổ nó đã rất là nhiều rồi. Chứ nếu mà mình chịu khổ không được thì mình đâu có ở đây được. Đúng không? Đó. Thành ra đất đai rồi đó, giờ ở đây của mẹ ở đây thì phải ở đây với mẹ thôi.
ở đây tới chết luôn chứ còn không có đi đâu nữa, không tính đi đâu nữa. Nghĩa gì mà, mà tôi mận gì được mà tôi được mấy chị quạt này đây, tôi cảm ơn. Ở đây không có khi nào mà mận được 100 ngàn hay là 50 ngàn, cảm ơn nhiều dữ lắm. Chị anh nhờ em, cô bác, chị em, con cháu lại đến đây gia đình, tôi mừng dữ lắm. Đó. Thì có cái lòng là giúp đỡ cho tôi, thiệt là tôi rất mừng dữ lắm. Giờ cũng ngon, không biết nói gì hơn nữa, quá trời cảm ơn luôn. Ừ, mừng rỡ dữ lắm. Những giọt nước mắt hạnh phúc đó cô chú anh chị. Cô ấy hạnh phúc rất nhiều vì được những năm tháng sống gần mẹ. Con xin thưa với cô á, còn cha còn mẹ là một cái phước báo may rất lớn đối với một đời người. Những năm tháng mà cô quay trở về đây để cô lo cho bà, để trả hiếu, để gần mẹ mình. Con xin hỏi cô, khi mà cô ở Sài Gòn, cô có từng nghĩ những ngày tháng mẹ mình ở giữa gần như vậy? Có vậy. Chờ cô về không? Ừ. Có. Nghĩ vậy lắm. Dạ. Ừ. Cho nên hôm nay là cô về được là con rất vui. Và con cũng mong rằng là cô có nhiều hơn sức khỏe để cô lo cho bà Út. Dạ. Chú dữ lắm. Dạ. Tôi về đây mà tôi mang bao nhiêu tiền tôi cũng ham chứ. Ở trển thì nó nghe người ta mướn rửa chén đồ nhiều lắm. Nhưng mà mình mặn bao nhiêu mình cũng xài hết. Mình nhớ mẹ mình ở nhà không có tiền bạc. Đó, giờ mình về đây mình nấu nồi cơm cho mẹ ăn. Đó, mình nấu cho mẹ một chén nước uống là mình cái phước, mình được cái phước. Đó, mình trời trời là cho mình mạnh giỏi còn hơn. Yeah. Mình đi mặn mình nhiêu mình tiền mình xài hết, mình gửi tiền gì cho mẹ mà biết mẹ mình còn sống không? Dạ. Yeah. Đó, không có ai chăm mẹ chứ. Dạ. Yeah. Dạ thưa quý ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay Nghĩa xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị về cuộc sống của bà Út cũng như cô ba ở giữa cánh rừng đây cô chú anh chị. Thì con một lần nữa cũng xin chúc bà Út nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc bà Út ha. Nghĩa cũng xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi yêu thương đến bà Út cũng như cô ba. Chúc quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, thân tâm thường an lạc. Con cũng mong là qua nội dung video này, nếu được hữu duyên được ông bà cô chú thương, có gửi yêu thương, con sẽ cố gắng con lại thăm một lần nữa nha. Nhưng mà lần sau kiếm cái đường nào đi cho nó dễ dễ cô ơi, cái đường đó gì mà tràm lá gì quá trời. Đưa cái đường ruộng nè, chứ đường này mình bơi cũng đâu có nổi đâu. Dạ. Nghĩa cũng xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Dạ, con xin thưa bố con về. Dạ, dạ. Lần sau con xuống nấu khoai con ăn nghe.